quay phim là sư huynh nha, sư huynh không đẹp trai đâu. Những người nào mà mình là bỏ cái này là nhớ được đi theo sư huynh nha. Người nào nhớ là bỏ này là nên không được cái này không được. Những người nào bỏ cam này là đi theo sư huynh. Bạn cúng hiến chuẩn bị bắt đầu. Bye.
Tất cả hướng về bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và tất cả chư Phật chuẩn bị ba lạy. Một lạy, hai lạy, ba lạy. Tất cả quay mặt đối nhau. Một lại, cúng hiến trà.
cúng hiến trái cây tất cả hướng về bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và tất cả chư Phật chuẩn bị ba lạy. Một lạy, hai lạy, ba lạy. Tất cả cùng nhau lui về. Mưa ra tránh đạo, thiên tâm cứu đời.
cả quay mặt đối nhau và bước lui một bước. Chúng con kính mời sư phụ của chúng con lên dâng hương cho cha mẹ và tất cả chư Phật. Tất cả hướng về bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và tất cả chư Phật chuẩn bị ba lại. Chuẩn bị ba lại. Một lại. Hai lại. Ba lại. Tất cả cùng nhau lui về. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mohammed Giáo chủ Hồi giáo. Nam mô Thập Phương Vô Lượng chư Thiên, chư Thánh, chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, tứ đại thiên dương. Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu Âu, Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Nam mô Long Mẫu. Nam mô các tỷ tỷ công chúa, Ngũ Long công chúa, các thái tử Long Cung, các chư vị thần thánh ở Long Cung thủy giới. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sư phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An sư phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Khái Phất Sĩ Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Tiên Ông. Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương. Nam mô Đại Tỳ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô Tứ Đài Thiên Dương. Nam mô chư vị Thánh Thần Long Cung Thủy Giới. Nam mô các sư tỷ Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc Đại Tỳ Tỷ. Nam mô chư vị Thần Hoàng Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa, chư vị Thánh Thần Năm Non Bảy Núi, ông vua bà chúa tứ phương tám hướng mười hai phương còn cõi nước Việt Nam. Nam mô tất cả các vị chư vị thánh thần của các nước cùng năm châu bốn biển trên toàn
cõi địa cầu này. Nam mô đệ nhất đệ nhị thần rồng Hắc Sơn Núi Cánh Quỳnh Long Thanh Long. Nam mô Xích Long Bình Long Nhị Vị Thần Núi Nhị Vị Long Thần Núi Thiên Long Sơn. Nam mô các vị thánh thần Hỷ Thiên Long Giang Thiên Long Cung Houston Texas Hoa Kỳ. Và thưa ngài A Hồ. Nam mô Đức Thầy Đại Thánh Dương. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Chặn Đạo, Đức Đại Thánh Dương Chọt Qua Sông Tân, Đức Đại Thánh Quang Đế Công, Đức Đại Thánh Trần Quang Khải, Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt, Đức Đại Thánh Giang Nguyễn Thái Hợp, Đức Đại Thánh Trấn Anh Nam Trần Đạo, Đại Thần Trần, Đại Thần Trần, Đại Thần Nguyễn Âm Trực, Thần Bến Nghé, Thần Núi Ba Dì, và từ khởi nguồn đường Cơ Long Hổ năm 78 mãi cho đến ngày hôm nay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, nước Bắc Việt Nam. Nam mô hồn thiên sông núi từ bao đời của 100 bộ lạc Bách Việt xa xưa từ Trung Quốc cho đến hôm nay, hình chữ S cùng tất cả các vị thánh thần miền Bắc, miền Trung, miền Nam của nước Việt Nam. Nam mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp của cơ sở KNT, nơi gia của Thái tử, chư vị hộ pháp ở Long Cung, Thiên Long Giang, Houston. Hôm nay cung thỉnh các vị quy tụ về núi Thiên Long Sơn dự buổi tiệc. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 2 Nhâm Thìn, ngày Vía Quán Thế Âm, cũng là ngày khai đạo Thiên Tâm vào năm 2017, năm Đinh Dậu. Tại nơi này núi Thiên Long Sơn, vào năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim. Đó là năm Đinh Dậu cơ trời đã hé lộ, đạo đã ra đời từ năm đó. Mới đây mà đã trôi qua 7 năm lận đận lao đao, toàn cầu điên đảo. Con Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Hoàng, Ngô Tướng Kiệt, Thiên Tướng Kiệt, giáo chủ đời thứ hai Đại Đạo Thiên Tâm cùng công chúa Long Cung Quyền Châu, Thiên Hạnh Thảo, hai hài nhi Gia Quyến, bác mại, bố, bác Trung, anh bác, cùng các thiện nam tín nữ và cùng các đệ tử họ Thiên xa gần khắp mọi nơi đến từ khắp các tiểu bang, tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị thiên trưởng, tiên trưởng, Bồ Tát, chư Phật, hội đồng chư Phật, hội đồng chư Bồ Tát và các thánh thần, chư vị sư phụ Phật Hoàng, tới công sư phụ, tổ sư phụ, đức thầy sư phụ, nhà phụ Long Dương, Long Mẫu, các công chúa thái tử Long Cung, Long Mẫu cùng thánh mẫu Đại tỷ tỷ Liễu Hạnh và 24 huynh đệ tỷ muội ở trên trời, các chư vị hộ pháp gia hộ cho thái tử từ xưa, chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con tới ngày hôm nay, nhiệm vụ đạo và đời. Di Lạc Phật tuyển chọn con là người lãnh trọng trách cao quý, hạ phàm mang thân người Việt Nam lập Đại Đạo Thiên Tâm tại núi Thiên Long Sơn này, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, vào thời kỳ cuối Hạ Hạ Nguyên, là đại phước cho dân tộc Việt Nam, một nước nhỏ bé mà có Phật Thánh Tiên đồng hạ phàm che chở, một mà che chở mà chịu quá nhiều khổ nạn, binh đao huynh đệ tương tàn, liên tục nhiều nghìn năm chinh chiến không ngừng nghỉ, đói khổ, khổ đói triền miên, rồi bị ngoại xâm mưu đồ thôn tính diệt chủng, nạn cộng sản chủ thuyết các Mác Lênin, thể chế vô sản xã hội chủ nghĩa vô thần hiện nay, để dân tộc thụt lùi lạc hậu thua kém hơn cả các nước nghèo lân bang. Con cháu phải tha phương cầu thực khắp mọi nơi từ năm 1975 và mãi cho đến thời gian hiện tại, đi làm dâu, đi sanh giùm, đi lao động quốc tế, bị biết bao sỉ nhục,
tất cả các lãnh đạo không ai là không tham nhũng, không ai không làm triệu phú, tỷ phú qua đêm, bỏ mặt quốc gia, bỏ mặt truyền thống lịch sử oai hùng, bỏ mặt dân đen chết như riệp, thiếu thuốc, thiếu ăn, ai ai cũng đều có tội với quốc gia, có tội với đồng bào, dân tộc, với trời Phật, có tội với hồn thiên sông núi, có tội với cha ông, có tội với người dân, có tội với chính lương tâm của mình. Là một quốc gia bị quốc tế liệt kê vào tham nhũng số 1 trên thế giới, không lo cho dân mà chỉ lo cho phe nhóm lợi ích cá nhân mà thôi. Đó là riêng nước Việt. Thiên tâm ra đời là đại đạo sẽ lo rộng rãi trên khắp thế giới, sẽ gom tất cả các đạo về một mối trong tương lai, sau thời vàng kim không còn cái ác hiện hữu trên quả địa cầu, chỉ còn lại cái thiện, đưa thế giới nâng cao trình độ văn minh, hiền lành, thánh thiện, không còn hung ác, không còn mất đạo đức, mất niềm tin, đưa nhân sinh trở lại gần thánh thần trời Phật, không như hiện nay. Thế giới sẽ không còn bệnh dịch, thiên tai, đói khổ, kinh tế toàn cầu suy sụp, nạn di dân, nạn thánh chiến, nạn thi đua vũ khí hạt nhân, nạn thế lực giàu có tác oai tác quái, nạn các nước mạnh hiếp các nước yếu, các lãnh đạo độc tài gian lận phòng phiếu, làm thế giới hôm nay đảo lộn, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi như hiện nay. Tất cả những cái xấu, cái ác như trên từ từ sẽ tự động biến dần theo đồng bộ, như những tiên tri theo cơ trời đã sắp xếp cả hàng nghìn năm qua. Các tiên tri của tất cả các đạo như Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các nhà tiên tri lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới đều tiên tri tiên liệu sẽ có cuộc đại sàng lọc từ ác qua còn thiện, và sẽ có thế chiến Biển Đông, thế chiến thứ ba sắp sửa xảy ra. Nga, Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, Búa Liềm sẽ bước sang trang. Hôm nay Hồng Ân nước Việt cha ban ra một tổ chức quy mô thu nạp hiền tài hải ngoại, 6 triệu chim hiền sẽ về xây dựng lại một nước Việt Nam đang nợ nần, nghèo khổ, thất nghiệp lan tràn khắp cả nước, mà sau này sẽ trở thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Một tổ chức để đoàn kết tất cả các phe nhóm, con cháu Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng, những người chắc ẩn với non sông riêng con, được Hồng Ân các chư vị thường xuyên che chở gia hộ cho tới ngày hôm nay. Chư vị thường xuyên dạy dỗ nhắc nhở là sau này khi con về nước lãnh đạo thì phải lấy ân báo oán, không luôn luôn con luôn luôn ghi khắc cốt, con luôn luôn khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc đó của các chư vị dạy bảo hơn 40 năm qua. Đảng Thiên Việt đã được ra đời rồi, và đại phước cho đại phước con cảm ơn cha mẹ, tỷ tỷ và các sư phụ, đức thầy, đại thánh Dương, đại thánh Quân, đại thánh Văn, đại thần Trần Đạo, đại thần Nguyễn Trực Kiên Giang, bao nhiêu năm đào tạo con nên người đời lãnh đạo. Một thằng bé nghèo khổ lang thang đường phố Cali, lúc rời quê hương mới 14 tuổi, tiếng Việt không rành lớp 4, mà hôm nay không ngờ lại là một giáo chủ một đại đạo, rồi không lâu sẽ dìu dắt dân tộc thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực. Đó là do cha mẹ thương xót cùng chư vị gia hộ nên mới còn sống sót tới ngày hôm nay. Con nguyện sẽ không phụ lòng cha mẹ các chư vị. Con còn mang thân phàm trần, có gì không đúng xin cha mẹ hỷ hà tha thứ. Khẩn nguyện, con mong nước Mỹ sớm ổn định lại trật tự kinh tế. Thiên tướng Trump sớm trở về tòa Bạch Cung. Con khẩn nguyện mong bom nguyên tử không xảy ra khi đệ tam thứ chiến bắt đầu. Con mong
sư phụ đức thầy sớm xuất hiện nước Việt. Con mong kinh tế, thiên tai bệnh tật khắp hoàn cầu ổn định trở lại để cho bá tánh được bình an. Con mong Biển Đông sớm dậy sóng. Con mong cùng các đệ tử họ con cùng các đệ tử họ Thiên sớm được về Việt Nam lập hội Anh Tài, tức hội Long Hoa. Cuối lời, Thái tử xin cảm ơn nhị vị thần gió và thần mưa đã giữ lời đúng hẹn. Lúc làm lễ sẽ không có mưa, không có gió, thì rất là tuyệt. Xin cảm ơn hai vị và mong hai vị dự buổi tiệc. Chúng con họ Thiên với lòng từ bi chí thành dâng hương lễ vật kính khẩn cầu cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phạm Mẫu cùng các chư vị, các chư Phật mười phương, thánh thần hồn thiên trong núi nước Việt Nam hiện diện hôm nay trong buổi lễ khai đạo này, hải hà thương xót chúng sanh u mê cõi ta bà làm đường lạc lối, thời mạt dần hạ quân, thiện giả lẫn lộn, trắng thành đen, đen thành trắng, tăng ni sửa đổi kinh sách, chùa lớn tượng to, tu theo hình tướng, kiếm tiền bằng lòng từ bi của quần chúng, của bá tánh, tạo ra biết bao nhiêu nghiệp trước làm cho đạo Phật suy đồi, làm cho chúng sanh quên ngõ lối đường về. Đang trong lúc sàng lọc tận thế hôm nay, không biết thờ tôn kính cha mẹ để giảm tội nghiệp, cho nước Việt sớm quật khởi trở lại. Nhân loại hôm nay quên đi cội nguồn, quên đường về cõi trời, nó làm cho quả địa cầu ô nhiễm, sân si, tham lam. Bao nhiêu tiền của tranh đấu chế tạo bom nguyên tử vũ khí tối tân để tàn sát lẫn nhau, cho nên nghiệp quả dồn dập đổ đến, thiên tai địa chấn xảy ra khắp hoàn cầu. Bây giờ chiến tranh Nga, Ukraine, Do Thái, Hamas, còn Trung Cộng ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp nước nhỏ như Đài Loan, Việt Nam, tham độc chiếm toàn cầu, chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa, được thế giới mở rộng vòng tay 20 năm trở thành cường quốc kinh tế, mà lại lấy ân báo oán, mưu mô đủ kế, dùng tiền thao túng đường tơ lụa, đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông, diệt chủng người Ngô Duy Nhĩ, đồng hóa Tây Tạng, Mông Cổ, khai thác nội tạng người vô tội, lấy Lạng Sơn, chiếm Hoàng Sa, đổi thành quận huyện Nam Sa, Bùi Hiền, Thái Hú, âm mưu đồng hóa tiếng Việt, Trung Cộng làm cho hư hết thế hệ trẻ Việt, không hiểu lịch sử, mất tiếng nói là mất nước, tuổi trẻ là một rừng cột quốc gia, mà bây giờ vô văn hóa, vô đạo đức, đa số chỉ biết đua đòi, ăn chơi, hưởng thụ, sau này không còn người tài nữa để dễ thông tính. Nước Việt bị lấn hiếp từ hơn 5.000 năm, từ thời thần nông lập quốc Chăm Bộ Lạc, con trời bên dòng sông Dương Tử nay rải rác khắp Đông Nam Á, có nguyện đời này sẽ tụ hội lại cội nguồn. Nòi giống lạc hồng như nước Việt nhỏ bé từ bao đời quanh liệt chống ngoại xâm phương Bắc. Thời anh hùng áo giải lê lợi bài chứng bà Triệu Bạch Đằng Giang, con mong hội Diên Hồng sớm khai mở. Thời nào dân tộc Việt Nam cũng có anh hùng dựng nước và giữ nước cho đến ngày hôm nay. Thời mà Pháp suy đồi chúng sanh say mê danh vọng tiền tài sắc dục, phá rừng đập núi, chế bom đạn vũ khí tối tân để sát hại đồng loại, khoan dầu trận đập làm trái luật thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra muôn trùng nghiệp ác. Đến thời khắc này quả kia đã chín mùi, thế giới đã và đang sắp xảy ra chiến sự, thì sẽ có hàng vạn sinh linh vô tội phải chết, gia đình ly tán, màn trời chiếu đất. Ôi nghĩ tới thật đau lòng nát ruột. Có mong cha mẹ cùng các vị hiện diện ở nơi này tại núi Thiên Long Sơn ngay buổi lễ này cảm ứng chứng minh. A Di Đà Phật.
đốt nhang khắp các bàn đi. Đi đốt nhang khắp đi. Nào bán nhang
Vâng. Ai bị xỉn tránh khói nghe. Nào ơi, phim trên này quay xuống đẹp lắm nè. Lên ngồi hang trên này xuống. Camera lên đây là tức, lên đây con quay xuống nè. Ôi, ngực ngùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phương long tam nô si ai có khỏe không, có mang đi theo giỏi đẹp lắm, đốt nhang cũng đẹp nữa. Người đẹp đứng đốt nhang cũng đẹp á. Đốt nhang kìa. Dạ rồi. Chị hỏi má chị có muốn đi tiểu nữa, nãy giờ lâu rồi. Chị lại chị hỏi.